Kính thưa quý vị đồng hương Phật tử, kính thưa quý bạn đồng tu, hôm nay nhân cái dịp mà chủ Giác Lâm tổ chức cái khóa lễ tu tam thời hệ niệm trong cái ngày vía Đức Bổn Tôn A Di Đà vào ngày 12 tháng 12 của năm 2021, thì anh em chúng tôi là Tâm Thời Phúc Nguyễn Lợi, còn đây em trai là Nguyễn Huy, pháp danh của em là Tâm Hậu, thì hai anh em chúng tôi đến đây những cái ngày trước cái ngày lễ tổ chức đó để được cái vinh dự là gặp Đại Đức Thích Chỉnh Đạo. Đại Đức Thích Chỉnh Đạo là vị chú sứ thầy giáo thọ của chùa Giác Lâm hiện tại, và ngày hôm nay anh em chúng tôi được cái hân hạnh, cái vinh dự là sang đây được thăm thầy, uống trà và xin thầy giảng giải những cái điều mà Phật tử chúng ta đại đa số thắc mắc về cái ngày vía Bổn Tôn Đức A Di Đà và khóa tâm thời hệ niệm, cái sự quan hệ nó như thế nào, xuất xứ là làm sao. Bây giờ mời tất cả quý bạn đồng tu, quý vị đồng hương cùng anh em chúng tôi đảnh lễ và chào Đại Đức đại diện cho chư Tôn Đức Tăng Ni sẽ giải thích những cái thắc mắc mà anh em chúng ta từ lâu đại đa số là không biết về cái vấn đề ngày vía Đức Bổn Tôn A Di Đà này quan hệ như thế nào với cái khóa tu tâm thời hệ niệm. Dạ, chúng con xin đảnh lễ Đại Đức. Dạ, A Di Đà Phật. Trực tiên xin kính chào toàn thể quý Phật tử đồng hương đang sinh sống và làm việc ở tại xứ sở cờ hoa đất nước Hoa Kỳ. Thưa nhị vị Phật tử đến nói chuyện về nội dung của ngày vía Đức Phật A Di Đà, và cũng như là cái ngày tu tam thời hệ niệm được tổ chức ở tại chùa Giác Lâm, thì chúng ta có hai cái ngày tam thời hệ niệm, là có nghĩa là trước trước cái ngày, trước tuần lễ Vu Lan và 12 tháng 12. Dạ, thưa thầy, anh em chúng con thắc mắc đó, có một cái là giống như cái ngày vía Đức Phật A Di Đà này đó, là trong lịch sử Phật giáo thì không có ghi là cái ngày tháng năm sinh của ngài, nhưng mà tại sao chọn cái ngày đó để làm cái ngày vía như vậy, nó là làm sao thầy? Thưa anh là Tâm Tuệ Phúc. Dạ. Cái ngày vía chính thức của Đức Phật A Di Đà theo âm lịch đó, theo âm lịch là ngày 17 tháng 11. Mà vì cái Phật tử của mình ở tại xứ sở xứ Mỹ á, thì mình phải lấy cái ngày dương lịch để mình tổ chức, mà chỉ có là ngày chủ nhật thì Phật tử mới có đủ điều kiện đến chùa, thế cho nên là mình chọn cái ngày chủ nhật nó gần với là cái ngày âm lịch là ngày 17 tháng 11 đó, thì chùa mình tổ chức cái ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà chính thức là ngày 12 tháng 12 năm 2021, là ngày dương lịch. Thì cái ngày 17 tháng 11 được chọn là cái ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà. Đó là cái ngày của ngày sinh của một vị tổ sư Tịnh Độ tên là Thích Vĩnh Minh, hoặc tổ sư Thích Vĩnh Minh. Đây là vị tổ sư Tịnh Độ Tông của Trung Hoa cách đây cũng mấy trăm năm rồi đó. Thì cái tín đồ của Tịnh Độ Tông họ chọn cái ngày sinh của tổ Tịnh Độ tên là Thích Vĩnh Minh để chọn cái ngày vía của Đức Phật A Di Đà là cái ngày Đức Phật đản sanh. Tại vì sao vậy? Tại vì họ Tịnh Độ Tông, tông phái Tịnh Độ cho rằng là ngài Vĩnh Minh là vị hóa thân của Đức Phật A Di Đà và giải hành trì pháp môn là Tịnh Độ và hoằng hóa cái hoằng dương
pháp môn Tịnh Độ ở tại Trung Hoa, và đến tại nay đất nước Việt Nam chúng ta cũng có một số lượng tăng tín đồ tu tập theo pháp môn Tịnh Độ này, và cũng chọn cái ngày 17 tháng 11 để làm cái ngày vía của Đức Phật A Di Đà. Và trong cái ngày vía đó thì có ngày khóa tu, khóa tu tam tuệ hệ niệm. Thì trước tiên là chúng ta nói về phương diện về tín ngưỡng á, thì chúng ta tưởng niệm về cái Đức Phật là vị giáo chủ của cái pháp môn là Tịnh Độ đó. Và từ cái ngày, từ cái sự tưởng niệm đó mà những cái hành giả tu pháp môn Tịnh Độ có một cái ngày tu, cái ngày huấn tu, gọi là huấn tu công đức, để mình tạo cái công phu tu tập. Đó là cái sự tưởng niệm thiết thực để đối với cái ngày ngày vía của Đức Phật A Di Đà. Chúng ta tưởng niệm đến ngài về danh hiệu, và bên cạnh đó là chúng ta cũng tưởng niệm về những cái công hạnh của ngài, và học hỏi theo công hạnh của ngài, để chúng ta tăng tiến cái công phu tu tập trên con đường mình thực tập của pháp môn Tịnh Độ. Như vậy tại sao mà người ta lại chọn cái sự quan hệ giữa ngài Vĩnh Minh đó với lại Phật A Di Đà, là nó có cái gốc rác, cái xuất xứ, cái sự quan hệ làm sao thôi? Vậy thầy có những cái mẫu chuyện như thế nào? Như thế này, ngài Vĩnh Minh là như cũng đã trình bày, đó là một cái vị tổ sư của Tịnh Độ Tông. Ngài chọn cái danh hiệu A Di Đà làm cái đề mục để mà tu tập. Thì trong Phật giáo, ngoài cái phương diện là giữ giới thì mình có cái phương diện là tu định, tư định, nhân định mà sanh cái trí tuệ. Thì cái định, cái đề mục thiền định của Phật giáo trong cái kinh điển Nikaya đó, căn bản ngày xưa thì có nói về sáu đề mục và tu tập, đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm tâm, niệm thí, niệm giới, niệm thiên. Thì truyền thống của Nam truyền họ có 40 đề mục lần, 40 đề mục tu tập. Thì bên cạnh cái sự tu tập mà thiền tử niệm xứ là theo dõi hơi thở, quán thân, quán cái cảm thọ, rồi quán sự vận hành của tâm, và quán sự vận hành thiền tử của các pháp. Các pháp thì đó là những cái đề mục để mà cái hành giả tu tập chú tâm mình, định tâm mình vào một cái đề mục đó, được gọi đó là thiền chỉ. Từ cái thiền chỉ đó đó, mà từ nhờ cái năng lực của thiền chỉ, có nghĩa là gom tâm về lại một chỗ, là tâm có đủ sức mạnh để bắt đầu quán chiếu vào cái sự vật hiện tượng, mà thấy được tất cả các pháp là vô thường, khổ và vô ngã. Đó là tam pháp ấn của Phật giáo, mà xuyên qua được cái thấy được cái tam tưởng này á, thì hành giả cắt đứt được phiền não, đi vào cái pháp tánh của chư Phật, nhập vào cái pháp tánh của chư Phật. Thì cái pháp môn Tịnh Độ á, dùng câu niệm Phật để mà nhập tâm, an trụ tâm, và nhập vào cái pháp tánh của Đức Phật A Di Đà, để thấy rõ được cái tự tánh thanh tịnh,
của chính bản thân mình, rồi cũng nhận diện rõ được cái pháp tánh của chư Phật thông qua nhờ sự công phu tu tập của chính bản thân. Và ngài Vĩnh Minh, chọn cái pháp môn niệm Phật A Di Đà, lấy câu niệm Phật A Di Đà làm đề mục tu tập. Thì trở thành như là cái pháp môn tu tập mà của truyền thống tu tập của Tịnh Độ Tông đó. Và cũng như đã giải thích là ngài có một quá trình hoằng pháp giảng giải về Tịnh Độ Tông suốt cả cuộc đời của ngài đó. Thì từ đó mà được cho rằng ngài như là một vị hóa thân của Đức Phật A Di Đà ở tại cõi Ta Bà, để giúp cho chúng sanh ở cõi Ta Bà này hiểu về pháp môn Tịnh Độ, hành trì pháp môn Tịnh Độ, có niềm tin về pháp môn Tịnh Độ, để mà sanh về phát nguyện và sanh về cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Có tu tâm tại hệ niệm đó là một cái chương trình tu học, một cái chương trình tu học thôi. Cộng chương trình tu học theo chúng tôi nghĩ đó là một cái chương trình tu học của cái tín đồ thuộc cái truyền thống tu tập Tịnh Độ Tông. Tám thời có nghĩa là tám có nghĩa là ba, thời là cái thời gian, cái thời tám ta là cái mình có là đệ nhất hệ niệm, rồi đệ nhị hệ niệm, đệ tam hệ niệm, cho nên gọi là tam thời. Mình nói bằng tiếng Việt nôm na đó là thời thứ nhất, thời thứ hai, thời thứ ba. Thì chương trình tu học tam thời hệ niệm và tại chùa Giác Lâm thời thứ nhất vào lúc 9 giờ đến 10 giờ rưỡi, và thời thứ hai thì từ 11 giờ trưa, rồi thời thứ ba là từ 2 giờ trưa đến 4 giờ chiều, đó thì gọi là tam thời. Ôi, em có cái thắc mắc gì muốn thầy nan giải không? Thì em chỉ có thắc mắc từ nhỏ cho chị biết là nhiều người như mấy cụ mấy bác lớn tuổi thì có thể hiểu được những cái điều mà người ta đã thí nghiệm này, mà khi cho cái giới trẻ là làm sao cho người ta thu hút được tu học và tu theo cái pháp tự thí nghiệm này, là nó ra đời như thế nào? Hai người như thầy cũng đã biết sâu rồi, ai người là tổ chức một cái tham dự những này, là một vị nào, một vị thầy, một vị tăng nào, một vị thầy nào, người xưa nào? Thì chia sẻ thêm quý vị Phật tử cái cái tinh thần của Phật giáo có hai cái phương diện chính. Đó là cái phương diện phương tiện và phương diện cứu cánh, hay còn gọi là cái phương tiện pháp môn và cứu cánh giải thoát. Thì pháp môn thì có rất là nhiều pháp môn, nhưng mà cứu cánh nó chỉ có là một mà thôi đó. Ngoài cái pháp môn niệm Phật thì có pháp môn thiền, rồi là thiền tông, rồi pháp môn tu tập của các hành giả theo tinh thần của Pháp Hoa, thì gọi là đó là Hoa Nghiêm Tông, của Pháp Hoa Tông, xin lỗi, và theo cái tinh thần tu tập của Kinh Hoa Nghiêm thì gọi là Hoa Nghiêm Tông, và theo tinh thần của các hành giả tu tập theo Luật Tông, theo truyền thống của Luật, hành trì về luật của Phật dạy thì gọi là Luật Tông. Cái hành giả mà tu tập theo
niệm Phật A Di Đà, tịnh độ theo truyền thống tịnh độ thì gọi là tịnh độ tông. Thì có những cái pháp môn như vậy. Thì pháp môn của Phật giáo được Đức Phật vĩ như là chiếc bè qua sông, và qua sông là tới bờ bên kia. Bờ bên kia được ví như là cái giải thoát cứu cánh. Mà khi mà giải thoát cứu cánh rồi á thì đâu cần phải chiếc bè nữa, qua bờ bên kia thì đâu cần chiếc bè nữa. Thế cho nên là cái phương tiện cũng rất là cần thiết. Mà một cái hành giả phải nương tựa cái pháp môn để mình đạt tới cái mục đích tối hậu của Phật giáo, đó chính là giải thoát, đó là cứu cánh của Phật giáo. Đó. Thì tùy theo cái niềm tin, cái duyên của mỗi người mà họ chọn cái pháp môn phù hợp với cái niềm tin, với cái khả năng, với cái sự thích hợp của mình, để mà mình tu tập là mà phát triển được cái nội lực tu học, đó là nhằm chuyển hóa cái phiền não của tự ta, của tự ta, của tự thân, và đạt đến cái an vui giải thoát. Không những chỉ là khi mà mình đã nhắm mắt xuôi tay mà ngay trong hiện đời, pháp môn của Phật dạy á, đó là có một cái từ gọi là thiết thực, gọi là thiết thực an lạc, có nghĩa là có được cái sự an lạc thiết thực ngay cái trời ngay trong cái cuộc đời này. Mà khi một cái mỗi hành giả tu tập kể cả cái pháp môn tịnh độ, họ cũng có đạt được cái sự an lạc, họ tiếp xúc được cái năng lượng, cái không khí của thế giới cực lạc ngay trong tự tâm của họ, khi mà họ đạt đến một cái trình độ công phu nhất định đó. Thì cái khuynh hướng mà tu tập và tài và Phật tử miền Đông đây á, khi mà chúng tôi khi mà trình đạo về đây làm Phật sự ở tại chùa Giác Lâm, là trong cái một cái ngôi chùa của thành phố Philadelphia, thuộc cái miền đông bắc của Hoa Kỳ. Thì trong quá trình làm Phật sự ở đây thì trên đạo thấy người Phật tử của mình hành định hình nên những cái khuynh hướng tu học một cách rất là tự nhiên. Nhưng mà phải nói rằng là cái khuynh hướng tu tập mà tịnh độ tông ở tại Phật tử miền Đông Bắc thể hiện rất là rõ rệt. Thưa nhị vị Phật tử, cái khóa tu tâm thời hệ niệm đó, cái chương trình tu học tam thời là coi như tròn một ngày. Thì trước tiên thì Phật tử những cái ban tổ chức đó, họ làm lễ thỉnh sư để cung thỉnh chư tăng quang lâm tại trai đài của tam thời hệ niệm. Thì thời thứ nhất đó, đi vào là để mình làm lễ sai tình đàng tràng. Thì sau đó mình bước vào cái buổi lễ khai kinh, rồi mình tụng kinh A Di Đà, đó, rồi mình đọc danh sách cầu an cầu siêu cho quần chúng Phật tử, họ gửi tên tuổi gia đình tới để mà cho chư tăng cầu nguyện, và đạo tràng tu học, đạo tràng đại chúng tham dự hôm đó cùng gửi năng lượng cầu nguyện. Thì thời thứ hai á thì cũng tương tự như vậy, cũng tùng A Di Đà, nhưng mà mỗi thời đều có cái phần khai thị của vị sám chủ, vị chủ tọa, vị chứng minh. Thì thời thứ hai á thì có thêm một cái phần gọi là phần hóa đăng, phần hóa đăng tượng niệm về Đức Phật A Di Đà đó, thì có khác như vậy. Thời thứ hai là khác 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 một chút như vậy.
thời thứ ba thì cũng tương tự như vậy, nhưng mà kết hợp thêm cái phần cuối của thời thứ ba, đó là cái thời cũng thí thực, có nghĩa là cũng thí cho các cái âm linh cô hồn đó, để cho cái ý nghĩa được thêm phần sâu rộng hơn, là âm siêu dương thời, có nghĩa là mình tu tập cho cái người sống tam thời hệ niệm, mọi người tham dự một ngày tu học có lời lạc xong rồi mình nghĩ đến những cái chúng sanh vô hình, những cái chúng sanh vô hình họ họ còn đói khổ ở bên kia thế giới, thì mình tưởng niệm đến họ và mình cũng thời thị thực và có những cái thời hệ niệm, tam thời hệ niệm họ cũng lớn hơn về cái phần cúng thí, đó là họ thậm chí họ tổ chức về trai đàn, trai đàn chẳng thấy vân vân đó, nhằm mục đích là cái người còn sống cũng được lời lạc và người đã chúng sanh ở cõi vô hình đó, họ cũng hưởng được cái năng lượng của cái đạo tràng tu học của tam thời hệ niệm, để họ có được cái lời lạc ở bên kia thế giới. Tam vậy tam tam thời hệ niệm đó là cái những cái khoa nghi thứ tự, vậy là nó là cái sườn chánh rồi, tất cả các ngôi chùa khác khi mà thực hiện tam thời hệ niệm cũng đi cái step y vậy thầy, hay là nó có thay đổi thêm bớt gì không do cái bị tổ chức này? Theo cái tùy theo cái điều kiện và cái thời gian và cái tình hình của địa phương đó mà ban tổ chức còn có thể uyển chuyển thay đổi một cái vài vài chi tiết trong 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 cái chương trình của tam thời hệ niệm. Nhưng mà cái khung sườn chính đó là cái thời thứ nhất, thời thứ hai, thời thứ ba vẫn đi theo cái tinh thần của khóa tu trung phong tam thời hệ niệm, mà theo tịnh độ tông, theo cái chương trình tu học của truyền thống tu tập tịnh độ đã soạn ra cho hành giả tu tập tịnh độ họ họ thực tập. Dạ, kính thưa quý đồng hương Phật tử, quý bạn đồng tu, vừa qua là những thắc mắc của hai anh em chúng tôi gửi đến đại diện cho tất cả quý vị, gửi đến cho Đại Đức Thích Chỉnh Đạo là vị chú xứ cũng như là thầy giáo thọ của đạo tràng Giác Lâm đã chia sẻ và giải thích cho tất cả chúng ta đều nghe. Và hy vọng rằng quý vị đi tham dự khóa tu tam thời hệ niệm trong ngày vía A Di Đà thì chắc ít nhiều phải hiểu được cái những cái xuất xứ, những cái cốt lõi này, để khi mình vào khóa lễ rồi mình không có ngỡ ngàng. Thì đó là những cái phần chia sẻ của thầy chú xứ, thầy giáo thọ Đại Đức Thích Chỉnh Đạo gửi đến tất cả mọi người chúng ta. Và chúng đệ tử Nguyễn Lợi và Nguyễn Huy, chúng đệ tử xin thay đại diện cho tất cả những người bạn đạo khác xin cảm niệm ơn đức của thầy đã chia sẻ cho tất cả quý đạo hữu cùng hiểu được viết Đức Bổn Tôn A Di Đà và khóa tu tam thời hệ niệm có sự quan hệ như thế nào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.